Chồng bà cô chú anh chị và các bạn trở lại Thủy Oregon USA. Thủy thấy Thủy cũng đòi hỏi hứng hai hứng hở thì cũng muốn làm theo nè. Đây là bột mì ha. Thủy có một đó bột mì 5 phao 2 kg, hai mấy là 2 kg rưỡi, Thủy làm bằng 2 kg thôi ha. Rồi đây thì có bột bắp. Có bột bắp và nước, muối. Rồi bây giờ Thủy sẽ bắt đầu làm mì vào đây nè các bạn. Làm thử cái món mì căng coi, làm thử gà làm được á. Cái thì chừa lại chút xíu, tại vì cái này là nó đến 2 kg hai mấy gram á các bạn, thì chừa lại chút xíu. Rồi thì cho thêm một chút xíu bột bột bắp vô ha. Rồi và một chút xíu muối vậy thôi. Rồi bây giờ thì trộn cái bột bắp với cái bột mì lên trước. Thì muốn làm bằng không có đeo bao tay á, tại vì cái này nó dính dữ lắm, đeo bao tay mình khó trộn quá. Rồi bây giờ thì sẽ cho nước vào. Này thì cũng không có dạy ai nha các bạn, này là thì chỉ làm cho gia đình của thì sử dụng thôi. Rồi bây giờ thì sẽ bắt đầu trộn nha. Trộn cái là bột nó đều là nó dính lại thôi ha. Quá trời dính luôn vậy. Rồi bây giờ thì sẽ bỏ cái máy xuống, thì trộn hai tay là thì sẽ quay lại ha. Đây mình có trứng vậy á, thấy cái nhồi bột trứng này nè, giống như giặt đồ vậy đó. Đó thì nhặt hai tay nha, một trứng chị. Đây nhồi nãy giờ cũng đổ mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con luôn rồi đó. Bây giờ bột cũng bắt đầu được rồi đó. Cái cục bột quá trời quá xá luôn. Thì đi làm, nếu mà ngon làm để dành luôn á. Làm được thì mình để dành luôn. Để sẵn làm để nhiều nhiều quá ngồi trên chị. Nhờ cục bột. Ôi ôi, quá xá luôn. Ui da. Hai tại vẫn vì gói nhồi. Rồi cũng gần được rồi nè, mời cho anh chị. Ok. Rồi lấy lại, good, stop it. Mời cô chú thì xong rồi nè. Nhỏ nãy giờ thử thì hài thiệt luôn, 2 kg bột. Rồi bây giờ thì sẽ lấy đồ bọc lại và lấy cái thăng đắp ủ nó lại khoảng 5-6 tiếng. Rồi chiều nay thì sẽ làm ha. Nè, nhìn đã chưa? Quá trời đã luôn á. Giờ thì lấy cái bọc phải bọc lại. Thì lấy cái khăn thì chùm lại luôn nha ha. Rồi thì để đây chờ 5-6 tiếng. Ok. Ôi giờ nhồi cái cục bột xong. Rồi. Quá trời quá xá. Làm nhiều quá, làm 2 kg bà cô chính trị cho nên là nhồi đã luôn. Đây, bà cô chính trị xem nè. Thì ủ bột nè. Cái ủ bột qua đêm luôn á. Hôm qua thì ấy rồi, bây giờ thì ủ bột qua đêm luôn. Đây đó được rồi ha. Bây giờ thì sẽ nhồi thêm một lần nữa nè, xong rồi thì sẽ đi rửa nhồi qua đi. Đây nào mà có chú anh chị, đó cục bột bây giờ nó được nhảy rồi. Đó, quá trời dẻo dai luôn. Rồi bây giờ thì sẽ đem vào cửa. Thấy người ta làm cũng hí ha hí hở muốn làm. Đúng rồi, tại vì thì cũng thích ăn mì căng á. Bây giờ thì sẽ đổ nước vô rửa ha, nước vô rửa mì căng. Quá trời nè, nó dẻo dai dễ sợ luôn á, ngâm qua đêm á mà tôi kính chị. Để thì rửa cái này được rồi, giống như giặt đồ. Nhớ ngày xưa còn nhỏ Việt Nam đâu có máy giặt đồ, giặt đồ bằng tay nè, nhồi nè. Nó dai, công nhận là cái này thì để qua đêm luôn ha, tại vì hả hôm qua thì làm xong cái thì không có thời gian á, thì không có thời gian để làm cái thì để qua đêm. Nó dai dẻo dễ sợ nè. Cái nước bột nó ra đã. Ôi nhìn quá trời dai dẻo luôn.
nhồi này cũng lâu lắm rồi mà cô chính chị làm này á hả, cũng có cũng có con tục luôn á. Thôi mà vui ha, nhìn thú vị dễ sợ luôn. Giặt à. Giặt tới như nào cái nước bột mới trong thôi ha. Bây giờ thì giặt cái nước này xong rồi thì thay thì lấy cái nước khác. Rồi. Giờ sẽ lấy cái này bỏ vô. Rồi bỏ vô. Rồi để đi lấy cái nước này nè. Cái nước này thì để làm cái món gì ra ăn. Uổng quá, bỏ uổng quá. Để cho nó có khăn này. Để nó lắm nước sữa. Giống nước sữa đậu nành luôn các bạn. Nước sữa đậu nành với trời. Tiếp. Giờ thì giặt thêm nước thứ hai. Nước rồi, ha nhìn. Để hồi thử quay lại ha, thì phải rửa máy nước lận nó quay hết, nó dài lắm mà cô chú anh chị. Đây, thì nhồi được cục bột rồi nè. Rồi, bây giờ mình quay qua mình làm khác thôi ha. Chắc Thủy làm phân nửa rồi, cái này nhiều quá mà có trên chị. Để coi làm rồi từ từ ha. Đây, xong rồi mà có chú 2 kg bột mà làm ra được có nhiêu đây. 2 kg bột mà làm ra được có một cục này. Rồi, bây giờ bắt đầu thì cắt quấn đũa và luộc ha. Rồi, cái cục bột. Không mà có chính trị. Bây giờ thì sẽ cắt ra ha. Cắt ra. Đó. Đó. Nó ra cái nó gì nè. À, cái nó trong nó có nó lỗ nhìn luôn. Rồi. Giờ thì lấy đũa. Hí hửng làm. Ối này mà làm được cho ngon á, ăn cũng khi nào mình ăn cha mình làm cũng được nữa ha. Rồi để thịt miếng dầu vô đây, vô đũa để thử quắn thử coi. Rồi đưa vô đây ha, cái quắn mà trời mà nó không đây. Ra thành quả nè các bạn ơi, thích nhá nè. Đó. Rồi cứ để đây thân hồi nước sôi. Nhìn đã chưa, ngoài nước sôi cái thì thảy vô thì luộc. Rồi mình cứ làm tiếp vậy ha. Rồi để phải nhét cái này vô đây cho để nhét cái này vô đây. Đó. Rồi thành quả thích ta. Để thì quắn thêm đòi một cái nữa coi. Bây giờ thì đang bắt nước lên để hồi thì luộc. Chỉ kẹp cái đầu vô. Rồi quẳng. Ôi ôi cái này nó làm á các bạn. Trời ơi, nó hao nước. Rửa nước dữ lắm nha. Rửa nước nó bờ rồi. Ôi thích chưa. Ôi đã với sợ ta ơi. Nè. Đó. Ở nhà tự làm mì căng khi nào mà ăn chay được là xuống rồi. Khỏi phải. Khi nào mà ăn chay là tự làm mà ăn được rồi. Mà mốt mà. Thì bỏ vô cái máy, tại lần này thì không có bỏ vô cái máy á. Còn nhà thì có cái máy bột đó các bạn, cho nhưng mà thì không có bỏ vô cái máy đó. Lần sau thì bỏ vô cái máy bột cho mình đỡ mỏi tay. Thì tưởng đâu làm nó nhanh, ai nhà đâu nó không nhanh. Thích nha. Đây, ông bà cô chú anh chị
thành phẩm của Thủy ra. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây. Ồ, được rồi nè. Cái này á thì Thủy có hai cái cục nhỏ cho nên Thủy làm vậy ha. Còn á, cái này là một cái sợ lớn nè, cho nên Thủy quay được nè. Úi chùa, bây giờ Thủy đang đợi nước sôi xong cái Thủy luộc. Wow, nhìn cũng thích quá luôn á. Trời ơi. Để làm ra ăn coi. Cái này mà ăn cơm trắng với dưa leo cũng đã lắm các bạn ơi. Bây giờ nước đã sôi rồi, thì bỏ vô luộc ha. Rồi, bỏ vô luộc. Làm ra thành phẩm thích quá các bạn ơi. Đây. Luộc chừng nào mới biết nó chín trời. Mới bỏ vô rồi nó nổi lên rồi các bạn ơi. Cái này nó nhẹ lắm, mình đã làm ra xong á, cái bột nó nhẹ lắm, bỏ vô là nó nổi. Bây giờ thì sẽ để luộc đến 10-15 phút ha. Rồi nãy giờ thì được cũng khoảng được 10 phút rồi nè mà cô chú anh chị. Nở ra nè, nở ra à. Khoảng 2 phút nữa thì trời sẽ lấy ra. Nhìn đã ha. Rồi. Rồi, bây giờ thì sẽ lấy ra ha. Đó, lấy mi cần gà. Bỏ vô nước lạnh. Thì có nguyên thau nước để sẵn đây. Thích quá. Rồi, xong. Bây giờ lấy tay thử coi. À, để cho nó nguội nguội chút rồi thì sẽ rút nó ra. Đây. Đó, cũng được đó ha các bạn ha. Đây nè, nó mềm lắm, rất là mềm luôn. Rồi để bây giờ thì cút cái nhưng mà nó còn, để cho nó lạnh lạnh cho nó lại đó các bạn. Rồi bây giờ thì sẽ lấy cái mì căng ra ha. Đây. Ở trong nó còn nóng. Chắc phải ngâm thêm chút nữa. Nhưng mà đây, đó. Thích chưa các bạn ơi, nè. Được rồi nè, đó. Ồ, nó nhìn nó giống cái gì các bạn biết không? Giống ruột heo á. Nên mới giống ruột heo. Ở trong nó bỏng. Như nè. Rồi. Nguội gì thì cút ra hết ha. Thích ghê luôn. Yeah, được nè các bạn. Rồi. Đây. Đây là mì căn Thủy làm xong. Đó. Bây giờ Thủy sẽ để đó. Để khô nước cạn, khô nước xong một hồi thì chiều nay sẽ làm cơm ăn cơm trắng. Đây các bạn ơi, vừa làm xong ra thích dễ sợ luôn. Ai mà có cái máy xay bột có làm cũng rất dễ ha. Vậy đây nhìn đã ha, nhìn nó giống ruột non á. Gà nó giống ruột non, ruột heo, ruột non các bạn. Giờ chảo nóng rồi, Thủy cho dầu ăn vô để Thủy chiên cái mì căn. Gia vị thì Thủy có nước tương nè, tỏi nè, hành, sa tế, ớt sa tế, chút cà chua ha. Để cho không cho sa tế nhiều á, con thì ăn không được. Và tiêu, muối, hạt nêm và một chút ngũ vị hương vào. Giờ vào nóng rồi. Cho bột vô, cho nó vô chiên, nó dài. Thời gian để chiên, để chiên cái này nè, thì Thủy sẽ làm cái nước sốt. Đó. Thủy sẽ pha. Thì ra cho muối vào. Đây là
3 muỗng hạt nêm và tiêu, chút tiêu ha, nước mắm, nước tương, nước tương chứ nước mắm gì chả. Rồi thì sẽ cho chút sa tế vào luôn, một chút cho nó cái vị thôi. Ở đây thì có ngũ vị hương, một chút ngũ vị hương vào. Rồi thì cho cà vào ha. Rồi thì cho cà vào, à cho chút cà vào, hết rồi, xài cho hết luôn nè các bạn. Nè khi mình chiên nó đó các bạn, cái nó phồng lên ha, nè nó phồng lên rất là to luôn. Cái khi mà mình để cho nó nguội chút cái hả, nó xẹp xuống như nè đó. Mà cái nó ở dưới thì nó phồng lên vậy nè. Để thì chiên cho giòn giòn chút xíu nữa. Rồi cả này được rồi thì lấy ra, tại vì thì lấy ra để cho nó nguội rồi thì còn phải cắt nữa, cắt ra cho nên là nhìn đã dễ sợ. Nó mềm thích quá. Mình lấy ra khỏi cái chảo cái nó xẹo xèm xẹo xuống như này các bạn, mềm xuống vậy đó. Đây đó, nó kéo dài vậy nè, để kéo cắt ra vậy rồi ăn nó vừa cục cục ha, cục cục. Ôi nó thơm ghê luôn, nó thơm hết á, nó cũng giống như là bột mình chiên lên vậy. Giờ chảo đầu dầu vừa nóng thì cho tỏi, thì hết hành tím rồi, thì chỉ còn tỏi thôi. Thôi thì mình làm tỏi thôi, không cần hành tím, nó cũng thơm đó các bạn, thơm bát ngát. Rồi tỏi bắt đầu rồi, giờ thì cho vô xào lên. Thơm quá trời thơm nè các bạn, chỉ vậy thôi là thấy ngon rồi đó. Thơm ôi là thơm nè. Để đi xào chút xíu. Rồi bây giờ thì sẽ cho cái nước thì pha sẵn vô ha, và thì sẽ xào cho nó sắc xuống, cho nó thấm vô cái mì, mì căng. Nó thơm, thơm quá trời thơm, nhìn là chưa sắc xuống là thấy đã rồi. Rồi cứ để đây thì sẽ để riu riu cho sắc xuống. Đây nó thấm vô rất là thơm, thơm bát ngát. Bây giờ nè, nó chín rồi, nó sạch 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 rồi. Nhìn ngon nhưng mà có chính trị. Bây giờ thì sẽ cho miếng hành lên để đó cho thấm, và chiều nay thì sẽ ăn cơm. Ôi nó thơm, thủy phục ai mà làm ra cái món này quá nha, sao mà giỏi dữ vậy trời. Ai mà chia sẻ cái món này đầu tiên à, cảm ơn nha, làm ra một cái món ngon cho mọi người ăn chay và ăn mặn luôn. Để thì ăn thử miếng. Ngon, đậm đà. Ngon dễ sợ. Nhịn này là hào cơm các bạn ơi, cái này mà với cơm trắng nó trầu rồi, nó hào cơm phải chưa. Để đi rửa gạo nấu nồi cơm ăn thèm quá rồi, bảo đảm ăn với cơm trắng là thích sảy con bà bảy ông bà cô chú ơi, chịu không nổi. Bây giờ phải nấu cơm liền nè, phải nấu cơm liền để ăn. Nấu cơm liền luôn đó,
món này ăn rất là hào cơm. Trời ơi, mau mau nấu cơm để ăn. Đói bụng rồi, ăn miếng thèm đói bụng rồi đó các bạn. Rồi, đợi cơm chín là ăn liền. Đây, Thủy làm xong rồi nè cô bạn. Cô chú anh chị. Bây giờ Thủy đã xong rồi, bây giờ bắt đầu ăn rồi ha. Thủy đói bụng quá. Ăn dĩa cơm, hồi nhìn nó ngon chưa nè. À, gà xuất sắc luôn mà cô chú anh chị ơi. Thủy xin mời bà cô chú anh chị dùng bữa Thủy ha. Đây, giờ Thủy làm xong rồi. Một chiếc mì cân. Ăn thử. Thật là cảm ơn ai đã nghĩ ra cái món này nha. Rất là ngon, rất là hào cơm. Đã. Đã. Đây là ở nhà Thủy ngâm đúng không mà cô chú anh chị. Cái ớt thì hái vô Thủy để tủ lạnh đá, thì cắt nó ra. Ớt nhà Thủy á mà nó dưỡng cay, cay quá trời cay, cắt mỏng mỏng mà cay quá trời cay. Ngon cô chú anh chị, ăn nó giống như miếng thịt gà, ngon lắm, rất là ngon nha. Cái này á, ai mà làm nhiều nhiều quá, xong cái mình để tủ lạnh đá, mình luộc xong cái mình để tủ lạnh đá khi mình ăn, mình để tan đá mình chiên lên nó gia vị ngon. Nó vừa có cái gì giống như là thịt gà, mà nó vừa có cái gì giống như là tàu hũ, ngon ngon hết sảy, lem lem. Cái này giống như mấy cái chỗ bán đồ ăn chay các bạn. Rồi đó, ở Việt Nam á thì hay ăn chay với má của Thủy á. Ngon, ơi là ngon. Không uống công chút làm. Ở chiều nay á, để cho ông sợ thấy ăn thử, bảo đảm luôn. Cái nào ông sợ thì cũng nói thật rồi, chứ không có nói là nó là từ bộ. Mà cái này làm á, ai mà không có máy mà để nhồi bột á, mà làm nhiều á, là có con chuột nha, là tay sẽ có chuột. Trời ơi, nhồi nó phải hảo quỳ xuống hai tay nhậu luôn á các bạn. Mà đúng không? Đã. Thì cảm ơn bà cô chú anh chị đã ghé channel
Bữa Thủy thương gia đình nhỏ của Thủy, cho Thủy một like hay một share, một đăng ký ủng hộ giúp đỡ giùm. Cái món này là Thủy làm 2 ngày. Hôm qua đó là Thủy trộn bột, Thủy nhồi bột quá xong rồi Thủy để qua đêm luôn. Tại buổi chiều Thủy không có thời gian, Thủy có việc phải làm á, Thủy không có thời gian, nên qua ngày mai là hôm nay là Thủy bắt đầu làm. Mà công nhận ngon thật. Các bạn làm thử đi. Ai mà mới làm thử thì bảo đảm ăn là thôi. Thôi là ăn một lần là bà lem luôn. Giờ miếng ớt rồi nè. Xin thương Thủy cho Thủy một like, một share, một đăng ký ủng hộ giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều nha. Chúc gia đình nhỏ, chúc bà cô chú anh chị vui vẻ hạnh phúc nha. Lấy liệu ngoài sao, đang chơi đồ chơi ngoài sao. Tại vì Thủy làm xong bây giờ là Thủy ăn trưa luôn đó mà cô chú anh chị. Thủy bây giờ là đang là 12:30 một giờ cho nên Thủy ăn trưa luôn, ăn chút luôn. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều nha. Hết tẩy.